Hai phẩm xá lợi tử, bấy giờ Thế Tôn biết các thế giới như là trời ma phạm các sa môn bà la môn chư đại bồ tát kế thừa ngôi vị Thế Tôn, ngoài ra còn có tất cả người chẳng phải người vân vân có duyên với pháp đều đến hội họp. Ngài liền nói với cụ thọ xá lợi tử: Đại Bồ Tát, nếu muốn biết rõ các tướng của tất cả pháp thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nghe Phật nói như vậy, Xá Lợi Tử chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát muốn biết rõ các tướng của tất cả pháp phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy cụ thọ Xá Lợi Tử: Trừ Đại Bồ Tát lấy vô trụ mà làm phương tiện để an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì năng trụ và sở trụ đều không thể đắc. Nên lấy vô xả làm phương tiện để viên mãn bố thí Ba La Mật Đa, vì người cho và người nhận đều không thể đắc. Nên lấy vô hộ trì mà làm phương tiện để viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa, vì tướng phạm hay không phạm không thể đắc. Nên lấy vô thủ mà làm phương tiện để viên mãn an nhẫn Ba La Mật Đa, vì tướng động hay không động đều không thể đắc. Nên lấy vô sách tấn mà làm phương tiện để viên mãn tinh tấn Ba La Mật Đa, vì thân tâm siêng năng giải đãi không thể đắc. Nên lấy vô suy nghĩ mà làm phương tiện để viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa, vì có ý vị ngọt hay không ý vị ngọt đều không thể đắc. Nên lấy vô chấp mà làm phương tiện để viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tánh tướng hữu vô không thể đắc. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại bồ tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Nên tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nên tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Nên tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nên tu tám giải thoát, chín định thứ đệ. Nên tu chín tưởng. Thế nào là chín? Nghĩa là tưởng phình trướng, tưởng nát giã, tưởng đỏ bầm, tưởng xanh bầm, tưởng mổ ăn, tưởng rơi rớt, tưởng hài cốt, tưởng thiêu đốt, tưởng hư hoại. Nên tu 10 tùy niệm. Thế nào là 10? Nghĩa là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm chán, tùy niệm chết, tùy niệm thân. Nên học 10 thứ tưởng. Thế nào là 10? Nghĩa là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng tất cả thế gian không ưa thích, tưởng nhàm chán ăn uống, tưởng đoạn, tưởng xa lìa, tưởng diệt. Nên tu 11 trí. Thế nào là 11? Nghĩa là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thuyết trí. Nên tu tam ma địa có tầm có tứ, tam ma địa không tầm có tứ, tam ma địa không tầm không tứ. Nên tu vị tri căn, đương tri căn, dĩ tri căn và trụ tri căn. Nên tu quán bất tịnh xứ, quán biến xứ, trí nhất thiết trí. Nên tu thiền chỉ và thiền quán. Nên tu ba minh, bốn sự hiểu biết thông suốt, bốn điều không sợ. Nên tu bất thối chuyển, năm thần thông. Nên tu sáu pháp ba la mật đa, bảy thánh tài, tám điều giác ngộ của bậc đại sĩ, trí chín có hiếu tình. Nên tu 10 lực của Như Lai, 18 pháp Phật bất cộng. Nên tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nên tu trí nhất thiết tướng, trí vi diệu, vân vân, vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ công đức của chư Phật, vì tất cả pháp như vậy đều không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện,